chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Con xin kính chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là thứ ba sau Chúa Nhật 10 thường niên năm A. Bài tin mừng hôm nay nối tiếp với bài tin mừng hôm qua là đề cập đến bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được trích trong tin mừng Thánh Matthew. Trong bài giảng trên núi, sau khi công bố các mối phúc ở bài tin mừng hôm qua, thì Đức Giêsu nói với các môn đệ, và qua các môn đệ Ngài cũng muốn nói với tất cả chúng ta là những người Kitô hữu trong tư cách là những công dân của nước Thiên Chúa. Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Hai lời mời gọi này của Đức Giêsu thường được hiểu tách biệt nhau và theo nghĩa thực hành. Làm muối cho đời nghĩa là làm cho môi trường sống của mình thêm mặn mà tình bác ái và yêu thương. Làm ánh sáng cho trần gian nghĩa là làm gương sáng về đời sống đức tin và đạo đức của mình, để rồi qua những việc lành phúc đức của chúng ta, mọi người sẽ ngợi khen Cha của chúng ta là đấng ngự trên trời. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi và rất cụ thể để nói về vai trò của chúng ta là ướp mặn cho đời, là chiếu sáng cho trần gian. Công dụng của muối như chúng ta biết có hai công dụng chính, đó là ướp cho khỏi hư và làm gia vị cho thức ăn. Để cho thức ăn khỏi bị hôi thối, để cho thức ăn thêm đậm đà, hạt muối chấp nhận tan biến, hòa lẫn vào trong thức ăn. Cũng vậy là ánh sáng để chiếu soi cho mọi người, thì ánh sáng đó chấp nhận phải hao mòn tan lụi, giống như ngọn nến mà chúng ta thắp lên ở trước bàn thờ. Ánh nến đó để chiếu sáng cho mọi người thì ánh nến đó chấp nhận tan chảy đi. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh đó để nói với chúng ta. Vậy thì là người môn đệ của Chúa Giêsu, là những công dân nước trời, chúng ta được mời gọi hãy chấp nhận tan biến đi con người của mình, chấp nhận tan chảy đi để cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha nhân từ. Như vậy, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến sứ mạng của người môn đệ Chúa Kitô ở giữa thế giới hôm nay, là hạt muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Là muối tức là chúng ta chấp nhận hủy mình đi và thấm vào mọi ngóc ngách của cuộc đời, để làm cho xã hội mà chúng ta đang sống có đủ sức mạnh tâm linh và luân lý mà chiến thắng những thế lực của sự ác, đồng thời làm dấu chỉ cho sự vững chắc và trường tồn của giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Là ánh sáng, họ chiếu soi vào trần gian ánh sáng của Thiên Chúa, đồng thời họ trở thành dấu hiệu của sự hiện diện và của vinh quang của chính Thiên Chúa giữa thế giới này. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong một xã hội rất nhạt nhẽo về tình người, về lòng nhân. Là người môn đệ của Chúa Giêsu, ta được mời gọi hãy ướp mặn cho đời bằng một
cuộc sống đầy tình thương ái. Chúng ta cũng đang sống trong một xã hội bị bao trùm bởi bóng tối của sự ác, bóng tối của sự gian dối lọc lừa, bóng tối của sự bạo lực bất công, bóng tối của các tệ nạn xã hội, bóng tối của sự dối trá. Là người môn đệ của Chúa Giêsu, ta được hãy chiếu sáng vào giữa cái sự bóng tối đó bằng những việc lành, việc tốt lành của chúng ta. Đó là sống bác ái, là sống sự thật, là sống công bình, là sống ngay thẳng. Có như vậy ta mới giúp đẩy lùi được bóng tối đi, và ánh sáng đó mới có khả năng chiếu soi để dẫn đưa mọi người đến với Chúa, nhằm tôn vinh Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời. Amen.